Chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi làm đề giữa kỳ 2 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2022-2023. Đề này gồm có 12 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Rồi mình bắt đầu. Câu 1. Trong mặt phẳng OXY cho điểm A và B, trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là. Muốn tìm trọng tâm G của tam giác OAB thì mình sẽ lấy điểm A, điểm O, điểm B mình cộng lại và mình chia 3. Cô ghi nhanh như sau. XG bằng XO cộng XA cộng XB chia 3. O là điểm có tọa độ 0, 0 nên nó chính là 0 cộng 4 cộng 1 chia 3 là bằng 5 phần 3. YG cũng tương tự. YG bằng YO cộng YA cộng YB chia 3 thì bằng 0 cộng 2 trừ 5 chia 3 là bằng trừ 1. Vậy thì đáp án của mình chính là câu D, G có tọa độ 5 phần 3 trừ 1. Rồi, cái này là cô trình bày theo kiểu trắc nghiệm thôi, nhưng mà còn tự luận không có được bằng bằng trong một cái dấu ngoặc nhọn như thế này đâu. Câu số 2. Trong các điểm sau, điểm nào nằm trên đường thẳng delta? Hiện tại đường thẳng delta đang cho ở dạng phương trình tham số. Một điểm nếu mà nó thuộc vào delta thì mình sẽ lấy x và y mình thay vô và nó cùng ra một tham số t thì đúng ha. Rồi. Ví dụ như bây giờ cô thay d nha, cô thay d. D tọa độ 32, vậy cô thay x bằng 3, y bằng 2. 3 bằng 1 cộng 2t. Y bằng 2 là 2 bằng 3 trừ t. Thế thì ở đây mình suy ra là t bằng nhiêu? À, t bằng 1 nè, dưới này t cũng bằng 1. Ok, và điểm d này thuộc nè. Câu B là x bằng trừ 7, y bằng 0 ha. Trừ 7 sẽ bằng 1 cộng 2t. Rồi, 0 bằng 3 trừ t. Thế thì ở dưới này là t bằng 3. Còn ở trên này là t bằng trừ 4. Đó. Vậy thì bạn thấy rằng là hai cái t này nó khác nhau. Nó khác nhau thì điểm B này không thuộc vào đường thẳng delta. Vậy thôi, đó là cái cách kiểm tra ha. Câu C cũng tương tự, câu D cũng tương tự. Vậy thì đáp án của mình chính là câu A. Câu số 3. Với K và N là hai số nguyên nhân tùy ý, thỏa mãn K bé hơn hoặc bằng N, mệnh đề nào dưới đây đúng? AKN, đây là công thức chỉnh hợp. AKN sẽ bằng N giai thừa chia cho N trừ K giai thừa. Vậy thì đáp án của mình là D, là lý thuyết. Câu số 4. Kết quả của phép tính 5 giai thừa trừ P4 bằng 5 giai thừa trừ cho P4, P4 chính là bằng 4 giai thừa đó. Vậy thì nó ra là 5 giai thừa trừ cho 4 giai thừa. 5 giai thừa là bằng 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 là 120. 4 giai thừa là 4 giai thừa là nhiêu? 24. 120 mà trừ cho 24 thì ra 96. Đáp án của mình là câu A. À, cái này bạn bấm máy tính ha. Câu số 5. Tổ 1 của lớp 10A2 có 12 học sinh, trong đó có bạn Hoàng Anh. Họ có bao nhiêu cách chọn 4 bạn của tổ 1 đi trực an toàn giao thông, trong đó phải có mặt bạn Hoàng Anh. Chọn 4 người trong 12 người thì đây là bài toán tổ hợp. Tổ hợp. Tuy nhiên trong đó nhất thiết phải có bạn Hoàng Anh, vậy thì bây giờ mình hiểu rằng là bỏ bạn Hoàng Anh ra thì mình còn 13 học sinh. Thì bây giờ mình là 4 người mà phải có Hoàng Anh, vậy là mình chỉ còn chọn 3 bạn học sinh còn lại thôi. Chọn 3 học sinh trong 11 học sinh còn lại. Trong 11 học sinh còn lại. Ha. Rồi. Thì sẽ là C tổ hợp nha. Tổ hợp là C3-11. C3-11. Bấm máy tính thử nó ra bao nhiêu nha. C3-11. Một trăm sáu mươi lăm. Vậy đáp án của mình là A. Câu số 6. Trong mặt phẳng OXY cho vectơ A và vectơ B, tọa độ của 3 vectơ A trừ 2 vectơ B là 3 vectơ A trừ 2 vectơ B thì nó sẽ bằng là 3 nhân với tọa độ này trừ cho 2 lần tọa độ này. Rồi. Vậy kết quả nó sẽ bằng là
À, 3 nhân với trừ 1 là trừ 3, trừ 3 mà trừ cho 2 nhân 5 là trừ 10 nữa là trừ 13. Đây là hoàn độ. Rồi tung độ nha, 3 nhân 3 là 9, 2 nhân 7 là 14, 9 với 14 là nhiêu? 9 với 14 là 23. Vậy thì đáp án của mình là câu C. Câu số 7. Trong mặt phẳng OXY cho tam giác ABC có điểm A, đường cao BH và CK lần lượt có phương trình là. Phương trình đường cao kể từ đỉnh A của tam giác ABC là. Rồi bây giờ cô mô phỏng cái hình ảnh ra như thế này nha. Không, vẽ nhọn nhọn lại xíu. Rồi. Đây là đường cao kẻ từ A đây. Đây là A, B, C. Đây là đường cao BH nè. Đây là đường cao CK nè. À, phương trình đường cao kẻ từ A. Kẻ từ A. À, thì muốn viết phương trình đường thẳng thì chúng ta sẽ có hai cách viết, một là viết theo phương trình tổng quát, hai là viết theo phương trình tham số. Thì hiện tại ở đây mình thấy đáp án nó đang theo phương trình tổng quát thì mình sẽ cần có một điểm đi qua và một vectơ phát tuyến. Thì hiện tại là nó đi qua điểm A có tọa độ rồi. Nó vuông góc với BC nhưng mà B và C thì mình chưa có tọa độ. Thành ra là bây giờ mình sẽ đi tìm cách thì CK với BH á, cô sẽ gọi giao điểm của nó là M đây. Gọi M. Gọi M là giao điểm. Là giao điểm của BH và CK. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm nghiệm của cái hệ phương trình này thì nó chính là tọa độ của điểm M. Có điểm M rồi, M chính là trực tâm của tam giác nên là đường cao hạ từ A nó sẽ đi qua điểm M ha. Lúc đó mình sẽ viết suy ra tọa độ M. Tọa độ M là nghiệm của hệ phương trình. Là nghiệm của hệ phương trình. Hệ phương trình gì đây? 2x cộng y trừ 4 bằng 0, cô viết là bằng 4 luôn. Rồi x trừ y trừ 3 bằng 0 thì cô viết là x trừ y bằng 3 luôn. Rồi bạn bấm máy giùm cô thử ra x y bằng nhiêu nha. X y bảy phần ba với trừ ba hai phần ba. Rồi vậy thì điểm M của mình nó sẽ có tọa độ là 7 phần 3 với trừ 2 phần 3. 7 phần 3 với trừ 2 phần 3 rồi. Bây giờ mình sẽ đi viết vector AM. Vector AM nó có tọa độ là mình lấy M trừ A nha. 7 phần 3 trừ cho 4 phần 3. Ở đâu? 7 phần 3 trừ 4 chứ là trừ 5 phần 3. Rồi. Trừ 2 phần 3 mà cộng với 2 là 4 phần 3. Rồi. Vậy thì cô sẽ chú thích vector này là vector chỉ phương của đường cao kẻ từ A. Rồi, vậy thì suy ra vector phát tuyến N sẽ có tọa độ là, bây giờ bạn thấy á, là mình có chỉ phương rồi, mình chuyển qua phát tuyến thì mình sẽ đổi chỗ và một dấu. Đồng thời bạn rút gọn luôn cái mẫu này đi. Vậy thì cô sẽ được vector có tọa độ là 4, 5 cho nó gọn. Ha. À, nếu mà bạn ghi 4 phần 3 với 5 phần 3 thì nó đúng. Nhưng mà lúc đó vector thì bạn biết rồi, chúng ta có vô số vector phát tuyến chứ không phải là chỉ một vector đó. Nên là mình có thể nhân hoặc chia vector đó với một số để mình được những cái vector nó đẹp, mình làm cho dễ làm. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình đường cao nè. Đường cao kẻ từ A thì chắc chắn nó sẽ đi qua A. A ở đây có tọa độ là 4 trừ 2. Rồi, còn vector phát tuyến là vector N, tọa độ là 4, 5. Tọa độ là 4, 5. Có phương trình là, phương trình là 4 nhân x trừ 4 cộng với 5 nhân y cộng 2 bằng 0, tương đương với 4x cộng 5y.
Trừ 16 cộng 10 là trừ 6 bằng 0. Vậy thì đáp án của mình chính là câu B. Ok chưa? Câu số 7 B. Câu số 8. Bạn An vào một cửa hàng tạp hóa để mua một chiếc bút bi. Cô chủ cửa hàng cho biết cửa hàng chỉ còn 6 cây bút bi mực đỏ và 7 chiếc bút bi mực xanh. Với lại mấy chiếc bút bi mực đen này. Ba chiếc bút bi mực đen, hỏi bạn An có bao nhiêu cách chọn để mua một chiếc bút bi. Thì bạn An này bạn sẽ có ba trường ba ba ba, ba sự lựa chọn. Ba sự lựa chọn là ba trường hợp. Bạn có thể là mua một bút đỏ. Hả? Một bút đỏ thì bạn có 6 cách. Đúng không? Trường hợp 2 là bạn chọn một bút xanh. Một bút xanh thì một trong 7 chiếc bút thì là 7 cách. Rồi. Trường hợp 3 là bạn mua một bút đen. Rồi. Một bút đen thì có 3 cách. Đó. Vậy thì chúng ta tóm lại là theo dùng quy tắc cộng ha. Theo quy tắc cộng thì mình sẽ có 6 cộng 7 cộng 3 bằng 16 cách. Được chưa nào? Và đáp án của mình là câu B. Cái này là cô trình bày bài bản ra. Thực ra bạn làm nhiều thì câu này bạn đọc qua là bạn khoanh được đáp án luôn rồi. Câu số 9. Trong mặt phẳng OXY cho hai điểm A và B và đường thẳng delta, gọi C là điểm nằm trên đường thẳng delta, sao cho tam giác ABC vuông tại A. Tọa độ của C là. Rồi cái này à. Bây giờ mình phải đi tìm dạng của điểm C ha. Thì vì cái điểm C nó thuộc vào đường thẳng delta x trừ y cộng 2 bằng 0, nên chúng ta suy ra tọa độ của điểm C như sau. Bây giờ cô chọn x đi ha. Hoành độ cô cho là x, cô thay vào đây x0 đi. Thì y không của mình có phải là bằng x cộng 2 không? Đó, vậy thì cô sẽ ghi là C có tọa độ x0, x0 cộng 2. Bởi vì rút y ra là y bằng x cộng 2 nên y0 nó sẽ là x0 cộng 2 rồi. Vuông tại A nghĩa là vectơ AB vuông góc với vectơ AC. Vậy bây giờ bạn sẽ đi tính vectơ AB và vectơ AC. Vectơ AB có tọa độ là AB 3 trừ 1. Vectơ AC có tọa độ là x0 trừ 2 và x0. Đó. Tam giác ABC vuông tại A thì chúng ta sẽ suy ra được vectơ AB vuông góc với lại vectơ AC. Nên là vectơ AB nhân với vectơ AC sẽ bằng 0. Vectơ AB nhân với vectơ AC thì hoành nhân hoành cộng tung nhân tung thôi. Là 3x0 trừ 2 trừ x0 bằng 0. Vậy thì mình được là 2x0 bằng 6 thì x0 bằng 3. X0 bằng 3 thì suy ra là y0 của mình bằng 5. Đó, vậy thì điểm C của mình có tọa độ là 3, 5. Đáp án là câu C. 9C. Câu số 10. Ồ, đến đây ở dưới này cô có chữ chỗ luôn mà không nhớ. Thôi kệ nó đi. Câu số 10. Nam muốn qua nhà Lan để rủ Rang tới trường. Từ nhà Nam đến nhà Lan thì có 4 con đường. Từ nhà Lan đến trường thì có 7 con đường. Hỏi Nam có bao nhiêu cách đi từ nhà mình đến trường qua nhà Lan. Có nghĩa là để đi đến trường thì bạn ấy phải đi qua nhà bạn Lan. Vậy thì ở đây cái việc đi của mình nó sẽ có hai giai đoạn. Hai bước đó. Giai đoạn 1 là đi từ nhà Nam đến nhà Lan. Đó. Thì từ nhà Nam đến nhà Lan thì có 4 cách, 4 con đường. Giai đoạn 2 là đi từ nhà Lan đến trường. Từ nhà Lan mà đi đến trường thì có 7 cách. Đó. Vậy thì chốt lại là vậy. Có theo quy tắc nhân nha. Một công việc được chia ra làm những cái bước, những cái giai đoạn để thực hiện thì chúng ta cần phải nhân. 4 nhân 7 bằng 28 cách đi. Hay nói là 28 con đường đi. Vậy thì đáp án của mình là câu D. Câu số 11.
giá trị của tổng F bằng C06 cộng C16 cộng chấm 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 cộng C66. Đối với cái bài mà tổng của C như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng nhị thức Newton, ứng dụng của nhị thức Newton. Bây giờ cô sẽ ghi lại tổng F như sau. Tổng F ở đây là C06 đúng không? Thì cô sẽ ghi là C06 nhân 1 nhân 1 cộng với C16 nhân 1 nhân 1. Đó. Cộng với C66 nhân 1 nhân 1. Thì theo như cái nhị thức Newton đó các bạn, nhị thức Newton nó sẽ là gì? A cộng B tất cả mũ n thì sẽ bằng CKn. C0 đi, C0n nhân A mũ n B mũ 0 cộng với C1n nhân A mũ n trừ 1 B mũ 1 cộng chấm 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 cộng với CNn nhân A mũ 0 B mũ n. Thì bây giờ mình sẽ biến đổi cái tổng này, mỗi hạng tử nó thành tích của ba cái nhân tử phía trong như thế này. Thì cô sẽ ghi là C06 nhân cho 1 mũ 6 trừ 0 nhân với 1 mũ 0 cộng với C16 nhân cho 1 mũ 6 trừ 1 nhân cho 1 mũ 0. Thì chỉ có cái số 1 nó mới thỏa cái ở trên như thế này. Đúng không? C66 nhân cho 1 mũ 0 nhân cho 1 mũ 6 trừ 6. Đó thì bạn thấy rằng là đây nó chính là tổng A cộng B tất cả mũ N với A bằng 1, B cũng bằng 1 và N đây bằng 6. Vậy thì cái tổng này nó chính là 2 mũ 6. Mà 2 mũ 6 á, là bằng 64. Vậy thì đáp án của mình chính là câu B. Bữa sau bạn có thấy C06 cộng C16 tuần tự từ 0 đến 6 như vậy thì bạn sẽ hiểu rằng là A và B ở đây nó cùng bằng 1 luôn. Được chưa? Câu số 12, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B là ở đây đáp án của mình là phương trình dạng tổng quát nha. Bây giờ mình sẽ đi viết vectơ AB. Vectơ AB có tọa độ là -4, -3. Vectơ này là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB. Vậy thì suy ra vectơ N có tọa độ là -3, 4, đổi chỗ và một dấu là vectơ phát tuyến của AB. Đó. Vậy bây giờ mình đi viết phương trình thôi. Vậy đường thẳng AB nó đi qua A đi có tọa độ là -2, 4. Có vectơ phát tuyến N tọa độ là -3, 4. Có phương trình là A nhân x trừ x0 là -3 nhân với x cộng 2 cộng 4 nhân với y trừ 4 bằng 0. Rồi tương đương với -3x cộng 4y trừ 6 với trừ 16 là trừ 22 bằng 0. Thì cô đổi dấu lại. Hồi nãy mà cô chọn vectơ 3 trừ 4 thì giờ khỏi phải đổi dấu, chọn đổi đáp án luôn rồi. 3x trừ 4y cộng 22 bằng 0. Vậy đáp án của mình là câu C, 12C. Rồi vậy là cô đã hoàn thành xong cái phần trắc nghiệm 12 câu nha. Bây giờ mình chuyển qua phần tự luận. Tự luận là buộc phải trình bày bài bản nè. Câu A là gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 7. Rồi bây giờ cô ghi lại câu A nha. Câu A là tập S gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 7 là 1, 0 chứ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhỏ hơn là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi. Rồi, ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. Từ các phần tử của tập S có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau? Ok, 5 chữ số đôi một khác nhau nha. Vậy thì bây giờ đầu tiên là cô sẽ gọi số tự nhiên cần tìm là gọi số tự nhiên cần tìm là có thể là cái cách trình bày của bạn nó sẽ khác với cái cách trình bày của cô một chút. Tại vì mỗi trường mỗi giáo khác nhau, mỗi giáo viên mỗi khác nhau ha. Nhưng mà mình cứ linh động thôi. Rồi số tự nhiên còn tìm là ở đây là số tự nhiên có 5 chữ số nên cô sẽ gọi số này là A B C D E, đủ 5 5 chữ ha. Thì nó là số tự nhiên có 5 chữ số nên cái chữ số A của mình nó phải khác không? Chứ nếu như A bằng 0 thì số này chỉ còn lại là 4 chữ cái thôi. Vậy thì điều kiện ở đây là A phải khác
Không. E phải khác không? Đó. Thì giai đoạn 1 là chúng ta đi chọn A. Chọn một số cho vị trí A. Chọn một số cho vị trí A thì nó sẽ có 6 cách. Bởi vì tập hợp của mình có 7 số, bỏ số 0 ra thì nó còn 6 số. Rồi giai đoạn 2 là chúng ta sẽ đi chọn số cho vị trí B. Chọn số cho vị trí C, vị trí D và vị trí E. Thay vì làm 4 giai đoạn thì bây giờ mình ngẫm nghĩ thử là mình có thể dùng chỉnh hợp tổ hợp để mình làm nhanh không? Thì hiện tại bỏ một số cho vị trí A là mình còn lại 6 số. 6 số. Các chữ số ở đây khác nhau nha. 6 số mà mình còn chọn ra 4 số để xếp vào 4 vị trí B, C, D, E thôi. Vậy thì mình sẽ ghi như sau. Chọn 4 số trong 6 số còn lại. Rồi xếp vào. Rồi xếp vào. B, C, D, E. Thì đây chính là bài toán chỉnh hợp chập 4 của 6. Chọn rồi xếp. Vậy thì nó chính là A, 4, 6. Ha? Vậy thay vì làm 4 giai đoạn B, C, D, E thì mình có thể làm nhanh cái câu này luôn. À, thế thì theo quy tắc nhân. Theo quy tắc nhân. Thì chúng ta sẽ có 6 nhân A, 4, 6. Bằng, bấm máy tính dùng con cái. 6 nhân B nhân 4 nhân 6. 2160 số. 2160 số. Vậy đáp án của mình là câu C. Câu B. Một hộp bánh tét có 5 bánh nhân thập cẩm và 3 nhân đậu xanh. Chú bộ đội muốn lấy bánh để phát tặng cho các em thiếu nhi. Họ có bao nhiêu cách lấy ra 3 bánh? Sao cho có ít nhất một bánh đậu xanh? Lấy ra 3 bánh mà có ít nhất một bánh đậu xanh, vậy thì có thể là một đậu xanh, hai thập cẩm, hoặc là hai thập cẩm một đậu xanh, hoặc là ba đậu xanh. Thì cái bài này nó sẽ có hai cách, một là mình làm liệt kê như lúc nãy cô nói, hai là bạn làm phần bù. Có nghĩa là bạn chọn đại 3 bánh rồi bạn đi xét cái trường hợp là không có bánh đậu xanh nào hết, sau đó bạn trừ ra. Nhưng mà ở đây 3 trường hợp thôi, cô thấy nó cũng gọn. Vậy mình có thể làm trực tiếp luôn. Bài này có hai cách làm nha. Rồi. Ở đây cô xác định cái công việc để cô ghi lại công việc để cho tí nữa mình khỏi phải lướt lên ha. Chọn 3 bánh. Chọn 3 bánh. Sao cho có ít nhất một bánh đậu xanh. Có ít nhất một bánh đậu xanh. Ok, rồi bây giờ giai đoạn 1. Ở đâu? Trường hợp chứ. Các sự lựa chọn là các trường hợp. Trường hợp 1 là một đậu xanh, hai thập cẩm. Nghe giống bánh trung thu quá ha. Rồi. Thì nó sẽ có bao nhiêu cách? Một đậu xanh trong một đậu xanh trong ba đậu xanh, hai thập cẩm trong năm thập cẩm. Vậy thì đây chính là bài toán tổ hợp các bạn. Cô sẽ trình bày nhanh là C13 nhân với C25. Rồi, trường hợp 2 là hai đậu xanh, hai bánh đậu xanh. Bởi vì có ít nhất một đậu xanh nha và một thập cẩm. Một thập cẩm. Thì sẽ là C23 nhân với C15. Và trường hợp thứ ba là ba đậu xanh luôn và không có thập cẩm. Rồi, vậy thì nó sẽ là C33. Thì đây là ba trường hợp chọn bánh. Vậy thì theo quy tắc cộng thì chúng ta sẽ có chỗ này bấm máy giùm nữa nó ra nhiêu. Sáu mươi cách nè. Ô ô 7 C nha. 30 thôi. Mười lăm. Còn thằng này là một. Vậy theo quy tắc cộng thì mình sẽ có 30 cộng 15 cộng với 1 bằng 46 cách. 46 cách.
Đáp án của mình sẽ là câu A. Câu A. Câu C. Từ các số 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau? Và trong mỗi số đó, tổng của 3 chữ số cuối phải lớn hơn tổng của 3 chữ số đầu. 3 chữ số đầu, 3 đơn vị. 3 chữ số cuối phải lớn hơn tổng của 3 chữ số đầu, 3 đơn vị. Rồi. Suy nghĩ một xíu nha. Bây giờ ví dụ như 3 chữ số đầu tiên là 2, 3, 4 đi. 2, 3, 4 cộng lại là bằng nhiêu? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Cô ghi nháp ra đây nghe. 2, 3, 4 cộng lại là 9. 9 thì ở sau này là nhiêu? 2, 3, 4. 5, 6, 7. Nó lớn hơn 3 đơn vị thì thằng này là cộng lại bằng 9 nè. Thằng này 5, 6, 7. Thì bạn biết rằng là đây nè. 2, 3, 4. Thì ở sau này 5, 6, 7. Ủa đúng ta. 5, 6, 7. 5 với 6 với 7 là 18 rồi, không được. Không được. Nói chung là số 2, 3, 4 là không được. 2, 3, 5 thì sao? 2, 3, 5 thì ở sau này nó sẽ là 4, 6, 7 hả? 4, 6, 7 không được. 4, 6, 7. Thằng này hơn 2 đơn vị. 3 đơn vị, 2 đơn vị nó hơn tới không? 7 luôn, không được. À, vậy thì bây giờ nó sẽ là bao nhiêu đây? Đoán nghe. Ví dụ như 2, 4, 6 thì ở đây sẽ là 3, 5, 7. 3 hơn 2 một đơn vị, 5 hơn 4 một đơn vị, 7 đơn hơn 6 một đơn vị, cộng lại nó sẽ đúng. Đó. Còn gì nữa không? 2, 4, 6, tổng của 3 chữ số cuối phải lớn hơn tổng của 3 chữ số đầu. 2 đơn vị, 2, 4, 6 là được rồi nè. Rồi, số tiếp theo là gì? 2. 2. 2, 3, 4. 2, 3, 4 không được. 2, 3, 5 không được. 2, 3, 6. 2, 3, 6. Không được. 2, 3, 7. 2, 3, 7. 2, 3, 7 ở sau là 4 cộng 5 cộng 6 đúng không? 2, 3, 7 được nè các bạn. 2, 3, 7 thì ở sau nó sẽ là 4, 5, 6. Được. Rồi. Bây giờ mình phải dò như thế này thôi. 2, 4, 5. 2, 4, 5 không được. 2, 4, 5 thì nó sẽ còn lại là 3, 6, 7 à. Không được. 2, 4, 5 không được. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6 thì chỗ này còn lại là 3, 5, 7. 3, 2, 4, 6 được. À, 2, 4, 6 ở dưới này rồi. 2, 4, 6 rồi. 2, 4, 7. 2, 4, 7 chắc không được. 2, 4, 8 coi. 2, 4, 8. Thì ở sau là nhiêu? 2, ở đâu? 2, 4, 7 chứ. 2, 4, 7 không được. Vậy giờ 3, 4, 5. 3, 4, 5. Thì ở sau sẽ là 2. 3, 4, 5 được. 3, 4, 6 không được. 3, 4, 7 không được. 4, 5, 6. 4, 5, 6 thì nó bị trùng ngược lại rồi đúng không? 5, 6, 7 nó trùng ngược lại rồi. À, nói chung là mình sẽ có 3 bộ số. À, câu C. Câu C. Xét các bộ số sau. Xét các bộ số của ABC đi ha. Thì nó sẽ là số 2, 4, 6, 2, 3, 7 hoặc là 3, 4, 5. 2, 4, 6.
Rồi 2 2 3 7 2 3 7 hoặc là 3 4 5. Mình chỉ còn xét bộ số cho ABC thôi, còn ba số còn lại chắc chắn là các số còn lại thôi. Bây giờ cô sẽ trình bày như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi gọi số tự nhiên còn tìm là A, B, C, D, E, F. Là chữ C nha. A, B, C, D, E, F. Ở đây cái tập hợp số của mình là từ 2 đến 7, nó không có chứa số 0 nên chúng ta sẽ không có đề cập tới cái số A khác không ha. Bây giờ giai đoạn 1 là mình à không, xét trường hợp 1 đây. Trường hợp 1 A, B, C nó thuộc vào cái bộ số đó là 2, 4, 6. Rồi. Vậy thì xếp giai đoạn 1 nha. Giai đoạn 1. Xếp 3 số 2, 4, 6 vào 3 vị trí ABC. Đó. Thì nó có phải là xếp 3 vào 3 vị trí thì là 3 giai thừa cắt không? 3 giai thừa cắt. Rồi giai đoạn 2. Giai đoạn 2. Xếp 3 số còn lại nó chính là số gì? 2, 4, 6 rồi thì là 3, 5, 7. Đúng không? Vào vị trí D, E, F thì nó sẽ có 3 giai thừa cắt. Rồi, ok. Vậy thì theo quy tắc nhân thì mình sẽ có theo quy tắc nhân nha. Quy tắc nhân thì mình có 3 giai thừa nhân 3 giai thừa cắt. Đây mới là trường hợp số 1 thôi. Trường hợp số 2 là số ABC nó thuộc vào cái bộ số là 2, 3, 7. 2, 3, 7. Thì cũng tương tự thôi. Chúng ta sẽ có 3 giai thừa nhân 3 giai thừa. Đúng không? Cách. Rồi, trường hợp cuối cùng là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là y chang. Cô copy luôn cho nó nhanh. Trường hợp 3 là số gì? 357 hả? Trường hợp thứ ba là 357. 345 chứ. 345. Cũng như vậy. Vậy có 3 nhân 3 giai thừa nhân 3 giai thừa bằng 108 số thỏa đề. 108 số thỏa đề, vậy đáp án của mình là câu D. Câu D. Rồi, vậy là cô đã hoàn thành xong câu C. Bây giờ chuyển qua câu D. Hết chỗ nữa chứ. Câu D. Câu D là cái thằng này. Câu D. Câu D ok hết chỗ ha. Câu D là nó yêu cầu tìm gì đây? Trong ống đựng thẻ có. Rồi câu D cô sẽ cắt nó xuống dưới cô làm nghe. Đây cô sẽ cắt nó xuống dưới cô làm cho nó dễ nhìn. Hết chỗ rồi. Câu 13D. Nhân dịp đầu năm mới Quý Mão, hai bạn An và Bình đi rút thẻ lấy may. Trong ống đựng thẻ có 2023, 8 thẻ được đánh số từ 1 đến 2023. Hỏi có bao nhiêu khả năng để hai bạn An và Bình rút được mỗi người một tấm thẻ mà tổng số ghi trên hai tấm thẻ đó
phải nhỏ hơn 2021. À, bây giờ rút hai tấm thẻ nha. Thế thì chúng ta sẽ có các trường hợp như sau. Trường hợp 1 là bạn An rút trước. Bạn An rút trước. An bây giờ nó sẽ rút số 1. Đó. Thì Bình sẽ rút các số nào? Rút làm sao mà tổng hai cái thẻ này phải nhỏ hơn 2021. Vậy thì số 2021, 22, 23 là bỏ đi nè. Vậy thì An nó sẽ rút từ số 2 đến số 2019. Rút một trong 2 đến 2019 là 2018 thẻ. Một rút một trong 2028 số thuộc thuộc nó sẽ rút từ số 2 đến số 2019 đúng không? 2019. Đó. Vậy thì suy ra là có 2018 cách. Đó. Rồi, trường hợp số 2. Trường hợp số 2 là An nó rút số 2. Bây giờ mình phải đi xét từ từ các trường hợp này mình xem nó có gì đặc biệt không. Thì Bình sẽ rút một trong rút từ số 2 thì số tiếp theo nó sẽ là 3 đến 2000 ở đâu? 1 chứ. 1 đến 2018. 2018 cộng 2 là 2020 là nhỏ hơn 2021 là nên hai số 2018 là cao nhất rồi, đúng không? Cái tập hợp của mình sẽ là số 1 nè, số 3 nè cho đến số 2018. Từ 3 đến 2018 là 2016 cộng với số 1 nữa là 2017 số. Vậy thì cô sẽ ghi là 2017 số thuộc vào cái tập hợp này. Đó. Vậy thì suy ra có 2017 cách. Rồi mình thấy nó đang có quy luật rồi đó nha. Thêm cái trường hợp số 3 nữa coi. Trường hợp số 3 là An rút số 3 thì Bình rút một trong bao nhiêu số đây? Một trong bao nhiêu số thuộc cái tập hợp này đây? Số 3 thì nó sẽ là 1, 2, rồi 4 đúng không? Cho đến 2017 thì nó sẽ có 2016 cái số thuộc tập hợp này. Vậy là 2016 cách. Ồ, vậy thì nó có tuần tự miết cho đến khi mà trường hợp 2020 mấy? 2023 luôn hả? 2023 thì cũng được. 2019 thôi. 2019 chọn với số nhỏ nhất là số 1 là đủ 2020 rồi. Trường hợp 2019 là An rút số 2019. Đó. Thì Bình rút một số. Đó là số 1. À, vậy thì cái trường hợp 2019 là nó chỉ có một cách. Thế thì bạn thấy là số cách của các trường hợp, mỗi trường hợp như vậy nó sẽ giảm đi một đơn vị. Vậy thì theo quy tắc cộng thì chúng ta sẽ có 2018 cộng với 2017 cộng cho 2016 cộng mi cho tới số 1. Đó, thì đây chính là tổng của cấp số cộng có 2018 số hạng đầu tiên là 1 và số hạng thứ ở đâu và công sai là D. Đó, các số này tạo thành một cấp số cộng. Vậy thì theo công thức thì nó sẽ bằng 2U1. 2U1 là bằng cái gì? 2 nhân cho 1 cộng N trừ 1 nhân D. N trừ 1 nhân D là 2010. 2017 nhân với D là nhân với 1, tất cả nhân N chia 2. Vậy thì nó sẽ ra là bao nhiêu? 2019 hả? 2019 nhân 1009 203 7171. Ồ, chúng ta sẽ dùng
dùng cái công thức cấp số cộng nha, là SN sẽ bằng 2U1 cộng với N trừ 1 nhân D tất cả nhân N chia 2. Đó, số thỏa OK, 2037171, 2037171. Ủa, nãy ở dưới có rồi mà. 2037171, vậy đáp án của mình là câu D, câu B nha. 2037171. Rồi, vậy là xong cái câu 13 rồi, bây giờ chuyển qua câu 14. Hãy khai triển nhị thức 2x cộng y tất cả mũ 5 thành đa thức và tìm hệ số của số hạng chứa x bình cộng y mũ 3. Thì nhị thức Newton lúc nãy ở trên có một câu cô ghi lại cái công thức a cộng b tất cả mũ n rồi nè. Và cái công thức này nó còn bằng tổng sigma, có nghĩa là mình ghi gọn lại á thì cái dạng mà tìm hệ số của số hạng này chúng ta sẽ dùng công thức tổng sigma nha. 2x cộng y tất cả mũ 5 thì nó sẽ bằng tổng sigma của ckn, n ở đây là bằng 5 là ck5, nhân với a mũ n trừ k chính là 2 cộng x tất cả mũ 5 trừ k nhân với y mũ k. Bạn có thể xem a là 2x hoặc a là y cũng được tùy. Ở đây k sẽ chạy từ 1 đến k chạy từ 0 đến 5. Rồi. Số hạng cái thằng này cô rút gọn ra nha. Cô rút gọn ra thì nó sẽ là tổng sigma của k bằng 0 đến 5 ck5 của x mũ 5 trừ k nhân y mũ k nhân với 2 mũ 5 trừ k. Ok. Theo đề ta có. Theo đề ta có số hạng. Số hạng ở đây là số hạng chứa x bình y mũ 3 ha. Nên là suy ra là x bình có nghĩa là 5 trừ k sẽ bằng 2 nè. 5 trừ k bằng 2 và y mũ 3 chính là k bằng 3. Đó, vậy thì mình sẽ suy ra được là k bằng 3. Có k bằng 3 rồi thì mình sẽ kết luận thôi. Vậy số hạng hệ số này. Vậy hệ số của số hạng, cái dạng tổng sigma này có nghĩa là mỗi số hạng của nó sẽ có dạng này. Vậy thì khi mà k bằng 3 ha, số hạng chứa x bình y mũ 3 là số hệ số là mình chỉ kết luận cái phần số thôi, chính là C35 của 2 mũ 5 trừ 3 chính là 2 bình. 2 bình 5C3 nhân 2 bình 240. Ủa? Cô bấm sai rồi. 40. 40, vậy thì đáp án của mình là câu B, 14B. Câu số 15. Trong mặt phẳng OXY cho tam giác ABC với tìm D để ABCD là hình bình hành. Rồi, đây là bài toán tọa độ. Câu A. Tìm D để ABCD là hình bình hành nha, là hình bình hành. Thì chúng ta sẽ sử dụng vector, vector bằng nhau. Bởi vì hình bình hành nó sẽ có tính chất là các cặp vector nằm trên cạnh đối thì sẽ bằng nhau. A, B, C, D. Vậy thì mình sẽ chọn vector AB và vector DC nghe. Vector AB có tọa độ là 1, trừ 7. Rồi. Vector DC sẽ có tọa độ là 4 trừ cho XD và 3 trừ cho YD. Rồi, mình biện luận như sau. Để ABCD là hình bình hành, thì vector AB sẽ bằng với vector DC. Vector AB bằng vector DC, hai vector bằng nhau thì hoành bằng hoành, tung bằng tung. Hoành bằng hoành có nghĩa là 1 bằng 4 trừ XD. Rồi, tung bằng tung là trừ 7 bằng 3 trừ YD. Thế thì tương đương với XD, YD bằng nhiêu? XD sẽ bằng 3, còn YD là bằng 10. Vậy thì điểm D của mình nó sẽ có tọa độ là 30.
30. Đáp án của mình là câu A. Câu số B. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC, tìm tọa độ điểm H. Câu B. Tìm tọa độ H là trực tâm của tam giác ABC nha. Tìm H. Để tìm trực tâm thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất này. Trực tâm, H là trực tâm thì AH nó sẽ vuông góc với BC. AH nó vuông góc với BC. BH vuông góc với AC. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm hết chỗ ha. Mình sẽ lần lượt đi tìm các vectơ AH, BC, BH, AC mình để sẵn đi. Vectơ AB nè. Vectơ AB sẽ có tọa độ là bao nhiêu? AB nãy mới tính. 1 trừ 7. 1 trừ 7. Rồi, vectơ AH, AB, AB thì nó sẽ tương ứng với vectơ CH nha. CH. Điểm C có tọa độ là C có tọa độ là 4, 3 hả? Cô zoom nhỏ lại chút xíu để nhìn nữa. 4, 3 vậy thì nó sẽ là XH trừ 4. Rồi YH trừ 3. XH trừ 4, YH trừ 3. Đây là vector AB với CH. Rồi giờ tính vector BC. BC có tọa độ là nhiêu? 8, 4. 8, 4. Rồi. Vector AH sẽ có tọa độ là XH AA có tọa độ là trừ 5, 6 à. Thì chỗ này cộng 5 YH trừ 6. Rồi, bây giờ mình biện luận nè. Vì H là trực tâm của tam giác ABC. H là trực tâm của tam giác ABC. Nên chúng ta có là AH vuông góc với BC. Cô ghi vector luôn cũng được. Rồi, CH thì nó sẽ vuông góc với lại AB. Đó, vector AB. Thế thì suy ra vector AH tương đương này nhân với vector BC sẽ bằng 0. Vector CH nhân với vector AB sẽ bằng 0. Tích vô hướng thì sẽ bằng hoành nhân hoành cộng tôn nhân tôn. Vậy thì mình sẽ được cái hệ như sau. Đó là 1 nhân với xh trừ 4 cộng với trừ 7 nhân với yh trừ 3 bằng 0. Dưới này là 8 nhân với xh cộng 5. Rồi, cộng với yh 4 nhân với yh trừ 6 bằng 0. Rồi tương đương với là xh trừ 7 yh 21, 21 và trừ 4 là còn 17, 17 chuyển qua là trừ 17. Rồi chỗ này là 8xh cộng với 4yh trừ 24. 8 nhân 5 trừ 24 là trừ 16. Chuyển qua là trừ 16. Đây tự nhiên nó hết chỗ. Rồi, âm máy tính coi. 1 bằng trừ 7 bằng trừ 17 bằng 8 bằng 4 bằng trừ 16 bằng trừ 3 với 2 thì tương đương với xh bằng trừ 3 với lại yh bằng 2. Vậy h có tọa độ là trừ 3, 2. Đáp án của mình là câu C, 15 B ý C. Rồi, chuyển qua câu cuối cùng là câu 10, 16. Trong mặt phẳng OXY cho 3 điểm ABC, viết phương trình tham số của đường thẳng AB. Trong mặt phẳng ABC cho 3 điểm ABC, viết phương trình tham số. Rồi, dễ thôi. Phương trình tham số của đường thẳng AB. Thì để viết phương trình tham số thì mình cần vectơ chỉ phương. Và ở đây vectơ chỉ phương chính là vectơ AB luôn. Vectơ AB có tọa độ là 6 trừ 4 là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB. Ok chưa? Rồi A có giờ cô chọn đi qua điểm B đi. B có tọa độ là 0 1, dễ viết hơn. Đường thẳng AB đi qua B có tọa độ 0 1
không trừ 1 chứ. Và có vector chỉ phương AB. Bây giờ vector AB này nó có thể rút gọn cho cái số 2 nên cô chọn vector chỉ phương U đi. Có tọa độ là 6 trừ 4, cô rút gọn cho 2 là còn 3 trừ 2 nha. Rồi. Có phương trình tham số là x bằng x0 chính là 0 cộng với 3t. Rồi y bằng y0 là trừ 1 cộng với trừ 2t. À, tuy nhiên là cái đáp án của mình nó không có chọn cái điểm B mà nó chọn cái điểm A. Thế thôi giờ mình chọn điểm A. Hả? Đây là nói là chọn điểm B cho nó gọn, nhưng mà nó không chọn điểm A thì mình chọn điểm B. Chọn điểm nào nó cũng đúng hết các bạn, bởi vì phương trình này nó còn tham số m ở phía sau nữa mà. A có tọa độ là nhiêu? Trừ 6, 3. T thuộc R. Vậy thì đáp án của mình là câu gì? Trừ 6, 3, 3, trừ 2, trừ 6, 3, 3, trừ 2. Vậy đáp án của mình là câu D. Câu B. Viết phương trình đường thẳng D đi qua C và vuông góc với đường thẳng AB. Thì hiện tại nó không nói là dạng tham số hay là dạng tổng quát, vậy thì mình sẽ viết theo dạng tổng quát nha. À, vì đường thẳng D nó vuông góc với đường thẳng AB nên là chúng ta có vector AB sẽ là vector pháp tuyến. Hả? Điểm đi qua thì đi qua điểm C, vậy có rồi. Giờ mình sẽ trình bày thôi. Ý số 2 là viết phương trình đường thẳng D qua C và vuông góc với AB. Ok, bây giờ cô sẽ viết lại vector AB nha. Giải thích nè, vì đường thẳng D vuông góc với lại đường thẳng AB. Đường thẳng này để trong ngoặc nên nên đường thẳng D có vector pháp tuyến là, viết phương trình tổng quát thì cần điểm đi qua và vector pháp tuyến. Ở đây mình chọn nó là vector AB luôn. Có tọa độ là 6 trừ 4. Ok. Rồi. À, vậy thì phương trình tổng quát của đường thẳng D qua C. C có tọa độ là nhiêu? C có tọa độ là 32. Và C có tọa độ 32. Và có vector pháp tuyến. Ở đây bạn có thể là rút gọn 6 trừ 4, mình có thể rút gọn cho 2. Cô đặt nó là vector n nha, không được ghi là AB, tại vì mình đã chia cho 2 rồi thì nó không còn là AB nữa. 3 trừ 2 là 3 nhân x trừ 3 trừ 2 nhân cho y trừ 2 bằng 0. Rồi tương đương với 3x trừ 2y trừ 9 cộng 4 là trừ 5 bằng 0. 3x trừ 2y trừ 5 bằng 0. Vậy thì đáp án của mình là 3x trừ 2y trừ 5. Ủa phải trừ 5 không? Trừ 9. 3x trừ 2y trừ 5. À câu B. Câu B. Rồi câu cuối cùng, câu C. Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng D sao cho MA cộng MB cộng MC nhỏ nhất. Thì bây giờ mình đã có M nó nằm trên đường thẳng D, vậy thì mình sẽ suy ra được dạng của điểm M. Sau đó mình tính vector MA, vector MB, vector MC rồi mình cộng lại thôi. Rồi, M nằm trên đường thẳng D nha. Câu số 3. Tìm M để độ dài vector MA cộng vector MB cộng vector MC nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Bây giờ trước mắt là bạn gọi điểm M đây. Điểm M có tọa độ là M thuộc đường thẳng D nha. Đường thẳng D là 2x trừ y cộng 3 bằng 0. 2x trừ y cộng 3 bằng 0. Thì tương đương với điểm M của mình. Suy ra đi ha, suy ra M có dạng như sau. Y ở đây nếu mà rút y thì nó sẽ ra là 2x cộng 3, và cô đặt điểm M có tọa độ là x0 2x0 cộng 3. Được chưa?
Bây giờ vector MA cộng vector MB cộng vector MC thì bạn hoàn toàn có thể tính ba vector này rồi cộng lại. Tuy nhiên á là mình sẽ đi tính theo cái kiểu là tính chất của trọng tâm các bạn. Vector MA cộng vector MB cộng vector MC sẽ bằng 3 lần vector MG. Nên là trước mắt là cô chuẩn bị vector MG. Mà muốn chuẩn bị vector MG thì cô sẽ gọi G là trọng tâm trước cái đã để cô tìm G. Gọi G là trọng tâm. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Tam giác ABC. Rồi, suy ra G có tọa độ nhanh cho cô luôn. Mình sẽ lấy điểm A, điểm B, điểm C mình cộng lại mình chia 3 nha. ABC cộng lại chia 3 là trừ 3, chia 3 là trừ 1 nè. À, trừ 1. Trừ 1. Thằng này cộng lại là 5, 5 mà trừ đi 1 là 4, 4 chia 3 là 4 phần 3. Ok, G có tọa độ là trừ 1, 4 phần 3. Nó hơi xấu nhưng mà kệ nó. Vậy thì vector MG của mình sẽ có tọa độ là trừ 1 trừ x 0. Rồi 4 phần 3 mà trừ cho 3, trừ 2x0 trừ 3 nè. Vậy thì nó sẽ ra là trừ 1 trừ x0. Rồi 4 phần 3 mà trừ cho 3 là bao nhiêu? Trừ 5 phần 3 à. Trừ 5 phần 3 đúng không? Tính thì chia 3. Trừ 5 phần 3. Vậy là trừ 5 phần 3 trừ 2 x 0. Được chưa? Ta có. Độ dài của vector MA cộng vector MB cộng vector MC thì nó sẽ bằng 3 lần vector MG. Đó. Vậy thì cô sẽ ghi là bằng độ dài của 3 lần vector MG. Thôi cô ghi như thế này đi. Độ dài 3 lần vector MG vậy nên chính là bằng 3 lần đoạn MG đúng không? Và nó sẽ bằng là độ dài 3MG. Vậy ở trên này cô suy ra đi. Cô suy ra là 3 lần vector MG nó sẽ có tọa độ là trừ 3 trừ 3 x 0 rồi trừ 5 trừ 6 x 0. Được chưa? Vậy thì chỗ này nó chính là bằng căn bậc 2 của trừ 3 trừ 3 x 0 tất cả bình cộng cho trừ 5 trừ 6 x 0 tất cả bình. Cô viết lại cái dấu này cho nó đẹp một chút. Rồi, mình biến đổi cho nó gọn một chút đi các bạn ơi. Khai triển hàng đẳng thức ra luôn đi. Bên này nó sẽ là 9x0 bình, bên này 36, 9 cộng 36 là bằng 45. 45x0 bình. Đúng không? Rồi. Trừ 78x0. Trừ 78x0. Ủa trừ hay cộng? Cộng nha. Cộng cộng cộng. Cái dấu trừ này bình phương thì bạn coi như là mất dấu trừ luôn đi. Đó. Tại vì trừ đặt ra ngoài bình phương lên nó cũng mất à. 9 cộng 25 bằng 34. Cộng 34. Bây giờ nhiệm vụ của mình á là đi tìm cái độ dài này min. Không? Thì cô sẽ viết nè. Độ dài của vector MA cộng độ dài của vector MB cộng độ dài của vector MC. À không, độ dài của cái tổng này chứ. Min khi 45 x0 bình cộng 78 x0 cộng 34 min. À, nhưng mà hình như ghi câu này cũng hơi sai rồi. Không nên ghi ở chỗ này. À mà thôi không sao. Cái thằng này là một cái bậc 2. Bậc 2 mà muốn tìm giá trị nhỏ nhất thì bạn bấm máy tính để cho nó nhanh nha. Chỗ này bạn bấm máy cho nó nhanh. Vừa có bài mấy bạn rồi đó. Mình sẽ bấm vào cái lệnh mà giải phương trình bậc 2. Giải phương trình bậc 2.
Cái này bạn có thể khai triển hàng đẳng thức ra, nhưng mà thôi mình bấm luôn đi. Menu 9 2 2 45 bằng 78 bằng 34 bằng. Rồi, đây, bạn thấy giá trị nhỏ nhất không? Khi x bằng trừ 13 phần 15 và y của nó là bằng 1 phần 5, vậy thì cô sẽ ghi chỗ này là bằng 1. Đâu? Min là bằng 1 phần 5 khi a của mình bằng trừ 13, à không, x0 chứ. X0 của mình là bằng trừ 13 phần 15. Được chưa? Khi x0 bằng trừ 13 phần 15 rồi. Có x0 rồi, bây giờ tìm gì? Tìm điểm M. Ok, vậy thì suy ra. Vậy M có tọa độ là x0 2x0 cộng 3. X0 là trừ 13 phần 15. Thế thì thôi chỗ này cô suy ra đi. 2x0 cộng 3 là bằng nhiêu? 2x0 cộng 3 trừ 26 chia 15 cộng 3, 19 phần 15. 19 phần 15. Rồi, vậy M có tọa độ là 19 trừ 13 phần 15 với 19 phần 15, thì cái độ dài của tổng ba vectơ này nó sẽ nhỏ nhất. Được chưa nào? Ở đây thì mình có thể là bấm máy tính, hoặc là bạn sử dụng khai triển bình phương, hoặc là dùng bảng xét dấu cũng được nha. Đây cô thêm cái bước bảng xét dấu vô ta. Bạn bảng biến thiên á. Thôi được rồi, như vậy cũng được rồi. Rồi, vậy là cô đã hoàn thành xong cái đề này ha. Câu C của đáp mình đáp án sẽ là, bạn lướt lên bạn chọn đáp án cái đã rồi xong nè. Đáp án của mình là câu C. Câu 16C đáp án là C luôn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Coi lại có gì thắc mắc hỏi cô ha.